Một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra sáng sớm mùng 7 tháng 6 giữa hai tàu tốc hành ở miền nam Pakistan đã khiến ít nhất 30 hành khách thiệt mạng. Nguồn tin cảnh sát và lực lượng cứu hộ Pakistan cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi tàu tốc hành Milat bị trật bánh và tàu tốc hành Sirius sau đó đã đâm vào tàu này. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ trật bánh của tàu Milat, kéo theo các sự việc xảy ra sau đó. Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đang nỗ lực để đưa các thi thể ra bên ngoài và chuyển những người bị thương tới bệnh viện. Các tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra ở Pakistan do hệ thống tín hiệu giao thông xuống cấp, ít được bảo dưỡng và các đoàn tàu đã quá cũ. Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 6, nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, hạn chế phòng chống COVID-19. Động thái dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch được thực thi trong bối cảnh số ca mới mắc COVID-19 trong ngày liên tục giảm tại nước này. Chính quyền thủ đô New Delhi bắt đầu thực hiện các biện pháp nới lỏng phong tỏa từ ngày hôm nay. Theo thông báo của thành phố, các cửa hàng trong khu mua sắm, chợ, cửa hàng tạp hóa được hoạt động trở lại theo thứ tự chẵn lẻ và vẫn bị giới hạn thời gian. Các rạp chiếu phim, nhà hát, nhà hàng, cơ sở làm đẹp, quán bar hay phòng tập gym vẫn tiếp tục đóng cửa. Cũng từ hôm nay, hệ thống tàu điện tại New Delhi được hoạt động trở lại với một nửa công suất. Việc nới lỏng hạn chế được thực hiện trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại New Delhi và trên toàn Ấn Độ đang giảm mạnh. Ngày 6 tháng 6, thủ đô của Ấn Độ chỉ có thêm 381 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, tỷ lệ dương tính là 0,5%. Sáng 7 tháng 6, Ấn Độ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức thấp nhất trong 61 ngày qua. Làn sóng COVID-19 thứ hai đang lắng xuống cũng là thời điểm để Ấn Độ chuẩn bị cho đợt lây nhiễm tiếp theo, được dự báo cũng không liệt không kém. Các dự báo đưa ra con số 37.000 ca mỗi ngày tại New Delhi trong làn sóng thứ ba. Đây là cơ sở để chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất này. Chúng tôi sẽ dự phòng số giường bệnh, số phòng điều trị tích cực cho số bệnh nhân tăng vọt. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị số lượng oxy y tế, thuốc men cần thiết cho việc điều trị. Đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tuần qua, thủ đô của Ấn Độ nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đợt lây nhiễm thứ hai. Từ hôm 31 tháng 5, chính quyền thành phố bắt đầu cho phép các nhà máy và công trường xây dựng được hoạt động trở lại. Cũng từ ngày hôm nay, chính quyền thành phố Mumbai mà Maharashtra phía Tây Ấn Độ đã cho phép dịch vụ xe buýt hoạt động trở lại. Quyết định được đưa ra dựa trên kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa gồm 5 bước tại thành phố được coi là thủ phủ tài chính của Ấn Độ. Tuy nhiên, phương tiện vận tải công cộng này phải áp dụng các biện pháp hạn chế như không được chở quá số người trên xe, hành khách bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục phức tạp khi xuất hiện các biến chủng mới. Không những có độc tính cao hơn mà còn lây lan nhanh chóng, có khả năng kháng các loại vaccine hiện có. Trước dự báo thế giới có thể sẽ phải sống chung với dịch bệnh COVID-19, ngoài Trung Quốc, nhiều nước khu vực châu Á đang nỗ lực phát triển vaccine nội địa như một khoản đầu tư dài hạn. Tại Hàn Quốc, ít nhất 5 tập đoàn dược phẩm của nước này đang hợp tác phát triển vaccine nội địa. Giới chức Hàn Quốc cho biết, ít nhất 2 loại vaccine sắp được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và có thể đưa vào sử dụng ngay cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Tại Nhật Bản, 4 tập đoàn dược phẩm lớn cũng đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 một số loại vaccine. Dự kiến đến giữa năm 2022, Nhật Bản sẽ có 1-2 loại vaccine nội địa. Ấn Độ, một trong số các quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, cũng đang nỗ lực phát triển vaccine nội địa trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt trầm trọng khi chính phủ nước này yêu cầu tiêm chủng cho tất cả người lớn. Cho đến nay, Ấn Độ đã sử dụng khoảng 21 triệu liều vaccine nội địa Covaxin tự sản xuất. Mặc dù chưa được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua, giới chức Ấn Độ vẫn đạt mục tiêu cung cấp tới 80 triệu liều vaccine mỗi tháng trong giai đoạn cuối năm nay. Một số nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các loại vaccine nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt. Việc phát triển vaccine nội địa không chỉ giúp cho các nước có nguồn cung đối phó với dịch bệnh trong tương lai, mà còn là công cụ để gia tăng vị thế cũng như ảnh hưởng đối với các quốc gia nghèo hơn. Trong khi Hàn Quốc tuyên bố muốn trở thành trung tâm sản xuất vaccine cho khu vực và thế giới trong vài năm tới, Thái Lan cũng công khai ý định xuất khẩu vaccine nội địa sang các nước láng giềng như Campuchia hoặc Lào. Với diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp, thời gian tới sức nóng trong cuộc chạy đua sản xuất và phân phối vaccine nội địa giữa các nước châu Á sẽ tiếp tục gia tăng. Theo tuyên bố chung kết thúc hội nghị, các bộ trưởng tài chính G7 cam kết tìm ra một giải pháp công bằng trong việc phân bổ quyền đánh thuế, với việc các nước có quyền áp thuế đối với ít nhất là 20% lợi nhuận vượt quá biên độ 10%, đối với các công ty đa quốc gia lớn nhất và sinh lời nhiều nhất, cam kết mức thuế tối thiểu toàn cầu ở mức ít nhất 15% trên cơ sở từng quốc gia.
Ngoài ra, các bộ trưởng tài chính G7 cũng thảo luận và nhất trí tăng tốc độ hành động trong các vấn đề về môi trường, chống biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Các bộ trưởng tài chính G7 cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo nhất và các quốc gia dễ bị tổn thương trong việc giải quyết các thách thức về y tế và kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Đây thực sự là một thỏa thuận lịch sử và tôi tự hào G7 đã thể hiện vai trò lãnh đạo tập thể vào thời điểm quan trọng trong quá trình nền kinh tế toàn cầu của chúng ta phục hồi. Thỏa thuận này được cho là chấm dứt một thập kỷ chạy đua xuống đáy, trong đó các nước cạnh tranh để thu hút các tập đoàn mà các áp mức thuế rất thấp hoặc miễn thuế khiến ngân khố thất thu hàng trăm tỷ đô la. Việc bù đắp khoản thất thu này hiện đang rất cấp thiết để các nước trang trải những khoản chi lớn nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Trong khi Nhật Bản đang chạy đua để tiêm chủng cho người dân giữa lúc làn sóng COVID-19 thứ tư tấn công, thì hơn 7.000 liều vaccine đã bị hủy bỏ do gặp trục trặc. Theo truyền thông Nhật Bản, trong số có khoảng 2.000 liều vaccine Pfizer ở một bệnh viện và một trung tâm tiêm chủng vaccine COVID-19 bị hủy do gặp trục trặc về nhiệt độ tủ đông trong lúc bảo quản. Số vaccine bị hủy bỏ còn lại không được nêu rõ nguyên nhân. Hiện còn chưa đầy 50 ngày nữa là tới Thế vận hội Tokyo theo lịch trình. Nhật Bản đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho khoảng 9% dân số. Tới nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng là hơn 757.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 13 ca tử vong. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.